Ác quá. Chó dài đuôi hay cộc đuôi? Chó dài đuôi nhưng mà nó là chó săn. Rồi, đây đến rồi. Màu như nào? Đây rồi. Đấy, thấy chưa? Ơi, có con đen này là ok nhất đây. Đây toàn dài đuôi thôi. Màu đen này không bắt rồi đúng không? Chưa, ở nhà có ai nhà không nhỉ? Ở nhà có ai nhà không? Thế à, đi vào xem chó cái. Con này được 2 tháng rồi đúng không? Đúng không? Dạ. Yeah. Con mẹ có ác không? Không à. Con mẹ buổi tối có trông nhà tốt không? Có sủa không? Có chứ. Hả? Có. Dạ. Yeah. Thế có biết bắt chuột không? Có mà. Có chim ở trên đường kia mình đi lấy củi thì nó được. À, có nghĩa là vẫn hay cho nó đi lên vẫn hay cho nó đi lên rừng gì? Mình đi lên bác quỷ thì nó lúc nào cũng đi theo mình đấy. À thế à? Có người nhà đi thì nó lại đi theo. Có nghĩa là đi lên em thì phải thích con nào mà nó bắt được chuột cơ mà nó phải khôn ấy, tối phải trong nhà tốt ấy. À. Thế thì con mẹ nhà thì... Nhưng mà con mẹ là có bắt chuột giỏi không? Có nghĩa là nó vẫn hay theo đi lên rừng gì? Nó lúc nào nó ăn xong thì nó lại đực sâu đi xong mà. À thế à? Ừ. Thế con bé này thì chắc nó giống mẹ nó nhờ, có biết bắt chuột không? Không biết đâu.